Nằm trong các hoạt động tháng thanh niên năm 2022, huyện đoàn Cần Duộc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại trung tâm hành chính công quyền. Qua đó góp phần giải quyết xử lý thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn hiện đại, tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện. Đội hình thanh niên tình nguyện có 50 tình nguyện viên đà bí thư đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quyền. Các bạn luân phiên nhau tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cài đặt phần mềm và cài đặt app trên điện thoại thông minh, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, các tiện ích dịch vụ đăng ký tài khoản cá nhân trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Thì đoàn xã Phước Hậu cũng đã cử hai bạn đoàn viên thanh niên xuống trung tâm chính công huyện để hướng dẫn người dân các bước về đăng ký dịch vụ công trực tuyến giúp người dân tiếp cận công nghệ thông tin qua việc mà cái thủ đăng nhập tham gia cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Đội hình tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ trong một tháng, bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 2022. Trước đó, các tình nguyện viên đã được tập quấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người dân, và bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông qua hoạt động này, tuổi trẻ cần dột mong muốn góp phần trong việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số để mạnh cải cách hành chính, tạo sự minh mạch trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.